Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 30 tháng 1 năm 2023 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, trời rét, phía Bắc trời rét đậm. Khu vực Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, ngày nắng, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.